xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Nguyễn Lại đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quan chức sổ khám, người dân vừa mừng vừa lo. Dư luận tại Việt Nam tỏ ra vui mừng khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long bị bắt giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty Việt Á và một số nơi liên quan nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn có những mức án nặng, đích đáng với những hành động mà họ gọi là hút máu nhân dân ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất giữa đại dịch Covid. Riêng đối với người dân Hà Nội, vụ chủ tịch Anh bay ghế và sổ khám gây chú ý hơn. Nhiều người cho rằng, từ khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho tới khi ngã ngựa ở Hà Nội, ông chưa làm được cái gì ra hồn, như tâm sự của anh Đặng Thành Trung, một cư dân ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội cho rằng, có làm được cái gì đâu cơ chứ. Một cư dân ở quận Đống Đa tên Lương Duy Minh cho rằng việc đưa ông Chu Ngọc Anh về làm chủ tịch Hà Nội không phải là do công tác cán bộ của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay không tốt mà thực tế là chẳng có ai để mà chọn khi mà lãnh đạo nào cũng như lãnh đạo nào toàn là gian tham. Theo anh Nguyễn Quang Anh, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, thì gần 2 năm qua kể từ khi nhậm chức chủ tịch Hà Nội, dù ông Ngọc Anh chưa làm được gì nhưng cũng chưa gây ra bê bối tai tiếng lớn nào mà cơ sự khiến ông bay ghế và bị bắt là liên quan tới vụ Việt Á khi ông còn làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Dù mừng vì các vụ bê bối được phanh phui, nhưng phần lớn mọi người khi chia sẻ với đài VOA đều cho biết không cảm thấy nhẹ nhõm yên lòng vì họ tin rằng dưới chế độ độc tài hiện nay, một quan tham ngã ngựa sẽ có một quan tham khác, thậm chí là tham hơn sẽ lên thay. Theo thực tế quan sát họ nói, lãnh đạo sau thậm chí thường tệ hơn lãnh đạo trước, như lời nhận xét của anh Nguyễn Hoàng Minh, một cư dân tại khu đô thị mới Mỹ Đình lãnh đạo nhà mình thì ông nào mà chẳng có tội, chẳng qua đây là nó thuộc cái phe yếu thì bị đem ra thí thôi chứ có gì đâu. Facebooker Nguyễn Thùy Dương có bài viết rằng, ngoái đầu nhìn lại, hai bộ trưởng và hơn 60 cán bộ liên quan bị bắt vì liên quan đến vụ 4.000 tỷ đồng của công ty Việt Á, nhưng tổng chi cho chống dịch là 376.217 tỷ đồng, con số 4.000 tỷ đồng như lọt thỏm trong cái chi khổng lồ sẽ còn bao nhiêu quan chức sổ khám nếu truy cùng đuổi tận. Nếu trong đợt dịch vừa qua, cơ quan chức năng tiếp thu có chọn lọc cân nhắc trước những ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua mạng xã hội, thì kết quả có lẽ sẽ khác hơn không? Thiệt hại về người, của, uy tín, niềm tin, nhân sự có giảm bớt không? Cá nhân tôi nghĩ là có. Cái chúng ta thấy là gì? Đài truyền hình quốc gia lên án những ai đưa ra ý kiến sống chung với dịch là luận điệu của bọn phản động các trang mạng tác chiến sẵn sàng chụp mũ, quy chụp những ý kiến phản đối xét nghiệm diện rộng, ngăn sông cấm chợ. Người ta nâng cao quan điểm, đưa chữ phản động lên đầu bất cứ ai hoặc phủ đồng lên các ý kiến phản đối chính sách chống dịch chưa hợp lý. Nếu tôi nhớ không lầm, trong thời kỳ ông Võ Văn Thưởng làm trưởng ban tuyên giáo, ông từng nói một câu đại khái rằng không sợ mạng xã hội mà sử dụng mạng xã hội như một công cụ. Tôi đánh giá câu nói đó mang một chiến dịch dân vẫn có tầm vóc. Vậy tại sao trong đại dịch vừa qua, cách ứng dụng dân vận đó không được đẩy mạnh? Làm sao có sự sáng suốt trong cái đầu của kẻ toàn tính cho lợi ích của bản thân và dòng tộc trong chính đại họa của dân tộc? Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm sao đủ minh mẫn khi bản thân ông ta đang toan tính cho việc Á? Thậm chí, có ai biết còn bao nhiêu việc Á nữa trong từng ca nhiễm của bệnh nhân COVID hay không khi mà người ta dồn nhiều người nhiễm vào một khu cách ly tập trung mặc cho điều kiện sinh hoạt thiếu thốn? VTV có chương trình như chưa từng có cuộc chia ly. Trong một thời gian ngắn, dịch bệnh và có thể là nhân tai đã tạo ra bao nhiêu cuộc chia ly không bao giờ có thể hàn gắn hay chỉ có thể hẹn nhau ở một thanh xuân khác, ở một kiếp nhân sinh nào đó. Tôi đau đớn cho những nghẹn ngào chia ly đó mãi không dứt được. CDC của ta học theo CDC của Mỹ, vậy tại sao dịch bệnh đến ta sau Mỹ mà ta không rút được bài học nào từ Mỹ? chúng ta đã đi gần đúng như sai lầm mà họ đã đi qua, xét nghiệm, cách ly, chôn hoặc thiêu. Phải chăng trong đau thương hoảng loạn, cơ hội kiếm chác sẽ nảy mầm? Nếu nói về tổn thất hay mối lo thiệt hại của đảng, tôi cũng xin phép thẳng thừng góp ý. Dẫu biết có thể gây khó chịu cho các vị lãnh đạo, mà lãnh đạo khó chịu là chuyện lớn lắm. Đảng có trên dưới 5 triệu đảng viên, số đảng viên lãnh đạo chiếm số ít hơn số công vụ phía dưới tôi không biết ban bí thư nghĩ sao khi chính những đảng viên của mình trong đợt dịch vừa qua đã phải chấp hành những cái mệnh lệnh mà có lẽ khiến họ thấy ray rứt tự hỏi mình đã đúng hay sai trong suốt phần đời còn lại những chiến sĩ công an sĩ quan quân đội nhân viên y tế sẽ nghĩ sao sẽ có chút chặn lòng nào khi nghĩ về chính những người mà họ đón đi cách ly mãi không trở về những bác sĩ y tá điều dưỡng sẽ nghĩ sao khi công sức, nhiệt huyết, tính mạng của họ được tận dụng cho một lòng tham nào khác nữa ngoài cái lý tưởng của họ. Tôi đã nhìn thấy cán bộ phường tôi chặn xe người ra đường không giấy đi đường với lý do đi mua sữa mô tả cho con. Tôi nhìn ra ánh mắt không nở phạt cũng không biết xử trí sao của cán bộ. Tôi nhìn em dân quân cúi mặt trước một bà cụ dắt xe đạp đi kiếm ăn. Lại nữa, nhiều lắm những cán bộ cấp cơ sở đắn đo suy nghĩ trên là lệnh, là nhiệm vụ, dưới là lòng người, là tình người, là hàng xóm láng giềng, là bà con thân thuộc, là những thân phận mà chính họ tiếp xúc mỗi ngày. Tôi tự hỏi, tại sao mệnh lệnh và nhiệm vụ không thể đi đôi với nhân tâm? Nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa từ đâu ra? Có từ những bất mãn khi trên sai mà dưới vẫn phải làm theo không? Đây có được gọi là tự nạp đạn cho kẻ địch bắn mình không? qua một lần biến động đến đau đớn xót thương cho một dân tộc. Có ai tự hỏi nếu công bộc nhân dân lắng nghe hơn, tiếp thu sớm hơn thì có để những bi kịch ra nhiều như vậy hay không? Đáng tiếc, chữ nếu chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã quá muộn màng. Vừa rồi là bài viết của tác giả Nguyễn Lại và Facebooker Nguyễn Thùy Dương. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.